Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ là một video tiếp tục series Fruit Vine mà mình vừa bắt đầu cách đây 2 tuần. Các bạn có đoán được loại quả mà mình lấy cảm hứng không? Đó chính là quả blueberry mà các bạn hay gọi là quả việt quất. Mình vốn yêu thích những tông xanh tím như thế này và quyết định hôm nay sẽ mang nó vào video clip hướng dẫn luôn. Thì đây là một kiểu make up rất là đậm, màu mì và già. Nên nếu như các bạn yêu thích thì hãy tiếp tục xem video với mình nha. Mình sẽ sử dụng bảng Juvia Place có tên là The Magic. Xét một chút xíu phấn không màu ở phía dưới mắt như thế này sẽ tránh tình trạng phấn mắt rơi và bám xuống lớp nền. Dùng một cây cọ tán lớn để tán màu tím lên toàn bộ phần bầu mắt. Thì màu mắt của cái hãng này nó rất là đậm màu, bám cũng nhanh và tẩy đi thì lại khó. Nên các bạn hãy tán thật chậm và lên màu từ từ cho đến khi có độ đậm thích hợp. Đừng vội vàng tán nhiều màu cùng một lúc mà nó sẽ bị bón cục màu lại. Để tránh cho màu mắt lan lên quá cao, mình sử dụng một màu sáng ở trong bảng này để tán vào phần xương chân mày. Dùng cọ tán nhỏ hơn, pha thêm màu xanh than vào phía dưới màu tím thấp hơn một chút và trộn đều hai màu lại với nhau để cho ra một màu giống nhất với cái quả blueberry. Tiếp theo là làm một đường cut crease. Khi cut crease thì mình hay chọn những loại kem che khuyết điểm lỏng để kẻ vẽ cho dễ. Và trong clip này mình sử dụng L'Oreal Too Much. Để làm cho cái đường cut crease nó rõ hơn, màu sắc trông dramatic hơn thì mình dùng cây cọ bé bé này để pha màu xanh, màu tím lại với nhau và viền lại. Tất nhiên là không thể thiếu màu nhũ. Mình sẽ sử dụng màu nhũ tím xanh này để tán vào phần cut crease lúc nãy. Và để tăng sắc độ thì mình dùng một màu highlight tương tự như vậy để đè lên trên. Sau đó các bạn đừng quên tán lại cho phần nhũ và phần màu lì ở đuôi mắt hòa vào với nhau thật tự nhiên nha. Kẹp mi cong lên. Tiếp theo mình sẽ phủ hết cái lớp phấn xét với dưới mắt vừa nãy và tán luôn màu tím pha màu xanh vào phần mí mắt dưới. Lại là cái mascara quen thuộc này của L'Oreal. Khi make up mắt đậm thì các bạn nhớ chú ý sử dụng lông mi cũng dày, đen và dài để phù hợp với cái kiểu make up mắt. Cũng đừng quên là phải viền liner màu đen vào chân mi. Nhấn nhá thêm chút xíu phấn má cho khuôn mặt tươi tắn hơn. Sử dụng lại cái highlight màu tím xanh vừa nãy để highlight cho toàn bộ khuôn mặt. Cuối cùng mình sẽ mix hai tông son đất vào với nhau để cho ra màu son phù hợp với kiểu make up ngày hôm nay. Ta-da! Vậy là mình đã hoàn thành cái kiểu make up lấy cảm hứng từ trái blueberry này. Thật sự thì đây không phải là một kiểu make up mà các bạn nữ ở Việt Nam sẽ thích và học theo. Nhưng mà thực sự rất hợp với gu của mình. Những kiểu make up đậm như thế này chỉ hợp với tiệc tùng buổi tối thôi nha. Chứ ban ngày chắc không có ai make up như vậy ra đường đâu. Ok, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video của mình thì hãy like và subscribe channel của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.
Yeah.